Chào các em, đây là một cái demo của cái việc mà nói thì nó sẽ biến cái lời nói thành chữ cho người Việt Nam. Thì người ta gọi nó là web speak API. Trên máy tính á, thì đã có cái speak API rồi. Tức là nói ra cái chữ. Còn bây giờ là đối với trình duyệt thì nó có cái web này và Chrome đã hỗ trợ cái đó từ rất lâu rồi và thầy mới tìm ra tính năng của nó. Bây giờ thầy sẽ demo cho mấy em coi thử. Đầu tiên là chọn cái khung này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thứ tiếng mà chúng ta có thể chọn trong đó rất là hên. Rồi Chrome đã làm cho chúng ta cái tiếng Việt, tức là nói tiếng Việt, nó có thể nhận ra cái tiếng Việt ở đó. Thì chọn cái tiếng Việt, sau đó là nhấp vô nút này để bắt đầu nói. Thì khi mà nói đối với một trang web thì nó sẽ yêu cầu mình là cho phép nó sử dụng microphone hay không. Thì cái trang này yêu cầu là google.com thì hỏi cho phép hay không thì mình sẽ cho phép nó. Thì giờ bắt đầu mình sẽ nói nè. Mình sẽ nói thì nó sẽ ra những cái này thôi. Giờ mình sẽ stop thử đi, mình nói cái khác nha. Đó, rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu nói cái khác, giờ mình đọc truyện Kiều nha. Vân xem trang trọng khác vời. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang. Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà. So bề tài sắc lại là phần hơn. Lan thu thủy nét xuân sơn. Họa ghen thu thấm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Sắc đành đồ một tài đành quả hai. Dừng ở đây đi. Nói chung là ngay chỗ lúc đầu á, thì mình với lại ở đây nó có nhiều tạp âm quá cho nên là nó không không có ấy được cái khúc đầu, nhưng mà những cái khúc sau á thì nó ra chữ rất là tốt, thì mình có thể ứng dụng rất là nhiều cái tính năng mà thầy đã đề cập ở phía trên ở trong cái bài viết này. Tính năng của cái này thì cái cách hoạt động của nó là khi mình nói á, thì cái Google Chrome này sẽ gửi lên cho cái google.com này, nó search search thử có những cái từ nào mà nó giống với có cái ngữ điệu và cái âm sắc giống với những cái mình đọc á, thì nó sẽ search và nó sẽ trả về những cái mà mình đã nói. Nó sẽ trả về những cái từ mà nó search ra mà nó phù hợp, nó phổ biến nhất ở Việt Nam. Thì mỗi nước thì nó sẽ có một một cái riêng của nó. Rồi thôi, chào các em.